Thưa quý vị, khi cả đất nước đều đang hướng về tâm dịch Bắc Giang, thì không đứng ngoài cuộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tích cực hỗ trợ nông dân Bắc Giang thông qua việc kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vải thiều Lục Ngạn của tỉnh này. Theo đó, các cấp hội và hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải thiều Lục Ngạn. Ngay sau khi xe tải đã chở hơn chục tấn vải thiều về đến Đà Nẵng, nhiều đoàn xe của các cấp hội phụ nữ đã chờ sẵn để chở số vải thiều về địa phương mình, phân bổ cho hội viên. Số vải thiều này đạt chuẩn Việt Gáp loại 1 và đã được các cấp hội đăng ký mua trước đó. Được biết, để đảm bảo chất lượng và an toàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang và trực tiếp đến Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Ngạn để giúp thu hoạch đúng tiến độ. Và trước khi xe về đến Đà Nẵng, thì vải thiều này đã được khử khuẩn 100%. Hoạt động này nhằm thực hiện công trình thi đua, mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa. Trong quá trình triển khai thực hiện thì nhiều các cấp hội, toàn thể các cấp hội đều hưởng ứng các cái hoạt động này và họ đăng ký rất là rầm rộ để mà hiện nay thì cái xe đầu tiên đến Đà Nẵng là 10,4 tấn với trị giá là 280 triệu đồng. Hầu hết các cấp hội đều đăng ký lấy với số lượng lớn, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê lấy 78 thùng, mỗi thùng 20 kg, tương đương với 1.560 kg vải thiều. Số vải thiều sau khi được vận chuyển lên xe thì trở về địa điểm tập kết mà tùy mỗi phương lựa chọn. Sau đó cung cấp cho các hội viên đã đăng ký trước đó. Hội viên nào cũng cảm thấy vui vì phần nào đó có thể giúp đỡ được tỉnh Bắc Giang trong thời điểm khó khăn này. Các cấp hội phụ nữ thấy ý nghĩa hoạt động này rất là nhân văn. Đây cũng là một trách nhiệm của các cấp hội, thì các chi hội cũng đồng, các chị cũng rất là đồng thuận hưởng ứng các chương trình này. Thì số lượng của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng tham gia với các cấp hội là 300 kg vải. Khi Bắc Giang đang là tâm dịch, không chỉ có các cấp hội phụ nữ mà rất nhiều hội đoàn thể nhân dân thành phố đã chung tay hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. Và những hoạt động như thế này đã thể hiện được tình người Đà Nẵng nói riêng và tinh thần dân tộc nói chung, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ nhau trong thời điểm gian khó, tất cả với quyết tâm cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.